Dạ vâng, xin chào toàn thể các bác. Ở đây thì em đã tháo toàn bộ nội thất ruột gan của hai cặp loa bãi JBL K12 để chuẩn bị tiết hàng và gửi lên đường cho anh Vinh và anh Hạnh tại Bình Định và Đồng Nai. Giá của cái dòng loa này hiện tại bên em đang bán là 4.800.000 đồng. Và hai bác khách này thì cũng khá là xa nên là em cũng làm luôn một video để kỷ niệm hai bác. Đấy, quay chi tiết về phần nội thất ruột gan nhé. Và có một số điểm để các bác có thể phân biệt được những cái dòng loa bãi của JBL K12 ở trên thị trường. Đây là dòng loa 3 đường tiếng với một bát 30, một trung và một chép. Và trên tất cả những dòng loa này này thì nó sẽ đều có số seri và mã vạch. Và các bác có thể căn cứ vào đây để nhận biết được những cái dòng nào là những cái dòng hàng chuẩn. Một bát 30 này, một trung và một chép. Những cái dòng sản phẩm hàng bãi này thì Hoàng Hà luôn luôn cam kết là hàng bao zin, chưa động chạm sửa chữa. Và tất cả đều là hàng đẹp trên 90%, đã qua rất là nhiều khâu tuyển chọn rồi mới đưa về để quảng cáo và giới thiệu cho các bác. Trên bát trung và chép thì đều có số seri. Bát trung chép đều có số seri nhá. Đấy, và cái điểm các bác nên chú ý này là trên màng bát và trong nhĩ của nó cũng sẽ có số seri. Và những cái dãy số này này nó sẽ khác nhau trên mỗi cặp loa và trên mỗi chiếc bát. Đây, 891 đây, bên đây này, 389 này. Hàng cực kỳ là đẹp, rất là sắc nét. Những cái dòng loa như thế này thì các bác có thể sử dụng làm loa nghe nhạc hay là loa hát karaoke, khá là tuyệt vời. Đương nhiên là những cái dòng sản phẩm bãi thì em không thể nào cam kết được hàng đẹp như là hàng mới vừa mới đập thùng. Chắc chắn là những cái dòng sản phẩm này qua những quá trình sử dụng và vận chuyển thì nó sẽ có những cái vết xước ở vỏ thùng, sẽ có những vết chày. Nhưng mà bên em đã chọn rất là kỹ rồi, qua khá là nhiều khâu rồi mới đưa về cửa hàng để giới thiệu quảng cáo cho bác, nên là cái tỷ lệ vỡ thùng của nó gần như là hoàn toàn không có. Xước thì không thể tránh được rồi, nhưng vỡ thùng thì hoàn toàn không có nhá. Con này thì nó sẽ có hai lỗ thông hơi ở trên này, ba cái phần ốc ở mặt trên mặt nóc để các bác có thể làm loa treo tường. Dòng loa này thì có thể đặt đứng, nằm hay là treo lên tùy ý, tùy nhu cầu sử dụng của mỗi bác thôi. Chép của nó, trên chép của nó thì nó sẽ có logo của JBL dập chìm ở trên đây, logo JBL phát sáng ở ngoài cái căng nữa. Đây, cái căng này, logo JBL phát sáng này, cái căng vải lụa và một mặt nhựa Meca. Và tiếp theo là về phần nội thất ruột gan. Bông tiêu âm đen nhá, bông tiêu âm được sử dụng bằng bông sợi thủy tinh đen. Đấy là thứ nhất. Thứ hai là về phần phân tần, trong phân tần thì nó sẽ có số seri. Và toàn bộ thì đều được sử dụng bằng trở Venix và tụ Zontech biến áp này. Đấy, dây đều được sử dụng bằng dây xoắn lõi khá là to. Trên đầu thì nó sẽ có những cái bọc để bảo vệ đây. Số seri này 786. Đây, còn bên này đây, 808 nhá. Tiếp theo 801. Đấy, tất cả số seri đều khác nhau. Và trên bát cũng vậy. Đây, 2005 này. Trong nhĩ này, trong nhĩ thì nó sẽ hơi tối nên là sẽ hơi khó nhìn một chút. 808. Bên này 889 này. Rất là nhiều điểm để các bác có thể phân biệt và nhận biết được. Những cái dòng sản phẩm này giá của nó hiện tại đang là 4.800.000 và giá của nó sẽ dao động từ 4.500.000, 4.800.000 tùy cặp xấu đẹp nhé. Bác nào có nhu cầu chơi những cái cặp đẹp xuất sắc thì giá của nó sẽ chênh lên một chút thôi, khoảng 300.000 thôi. Phụ kiện ốc đi kèm này, toàn bộ tháo ra thì đây, ốc lục lăng này, ốc bát này, toàn bộ phụ kiện tháo ra thì bên em đã để zin theo loa hết rồi. Những cái dòng sản phẩm bãi này thì tại Hoàng Hà, khi các bác mua hàng tại Hoàng Hà nhá, tất cả những dòng sản phẩm bãi của bên em thì bên em luôn luôn cam kết hàng đều bao zin hết, hàng chưa qua động chạm sửa chữa. Và khi đặt hàng về các bác cũng nhận hàng, kiểm tra và test hàng thoải mái. Các bác kiểm tra này, test hàng đúng hàng đúng chất lượng thì các bác nhận hàng và thanh toán cho em. Hai cặp cho hai bác khách hàng. Đấy, hai bác khách này thì cũng ở tương đối là xa đấy ạ, ở tận Bình Định và Đồng Nai. Và những cái giá mà bên em thông báo trực tiếp, công khai trực tiếp cho các bác thì giá này thì bên em đã hỗ trợ đầy đủ chi phí vận chuyển cho các bác rồi. Nhận hàng các bác chỉ việc kiểm tra và test thôi. Anh Vinh ở Bình Định và anh Hạnh ở Đồng Nai. Nhân tiện đây thì cũng làm luôn một chương trình để kỷ niệm hai anh, quay chi tiết nội thất ruột gan và cũng như là test qua chất âm. Bác nào có nhu cầu đặt hàng hay là mua về những dòng sản phẩm này thì có thể liên hệ trực tiếp đến Hoàng Hà Audio qua Zalo số điện thoại 0967 345 155 để bên em tư vấn và giúp các bác đặt hàng. Và những bác nào có nhu cầu mua thì liên hệ sớm nhá. Và những bác nào liên hệ sớm ấy thì bên em sẽ ưu tiên hơn. Bác nào mua sớm thì sẽ có những cặp đẹp hơn là những cái dòng những bác khách hàng mà đặt sau. Giá của nó rất là hợp lý, cực kỳ là mềm.
những dòng loa hàng bao zin như này, hàng đẹp trên 90% này thì khá là hiếm. Bên em đã chọn cực kỳ là kỹ rồi, nên là các bác hoàn toàn yên tâm. Hàng luôn luôn cam kết là chưa qua động chạm sửa chữa nhá. Đều có logo và tắt đèn này, logo JBL phát sáng này. Về cái phần phát sáng của cái dòng logo này thì các bác có thể khi các bác chơi nhạc đạt đủ cái công suất quy định của loa thì cái logo, phần logo này sẽ sáng, và các bác chơi nhạc công suất càng lớn thì logo nó sẽ càng sáng nhá. Đấy là về cái phần đèn của những cái dòng loa hàng bãi của JBL này. Và những cái trên thị trường thì nó sẽ có những cái cặp loa mà nó không có logo, và logo của nó sẽ không phát sáng được, nên là các bác phải thật chú ý xem. Và có những cái điểm này phân biệt khá là dễ, những cái điểm phân biệt cực kỳ là dễ luôn. Những cái số CD này thì những cái dòng sản phẩm hàng kém chất lượng sẽ không bao giờ làm được. Bây giờ thì các bác có thể đeo tai nghe vào để có thể nghe và cảm nhận được chất lượng âm thanh của hai cặp loa bãi mà dòng loa JBL K512 đang cho ra nhé. Chất âm cực kỳ là hay và đẳng cấp đấy ạ.